Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại đặt nó giữa các ông mà phán: Thật Thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta thường hay đọc kinh Tin Kính: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Thiên Chúa là đấng dựng nên trời đất, muôn vật, hết tất cả. Muôn vật đó gồm có những vật hữu hình và vô hình. Những vật hữu hình đó là gì? Là toàn thể thế giới này chúng ta trông thấy. Và trong cái thế giới chúng ta trông thấy này, con người hữu hình là một công trình của Thiên Chúa. Vậy thì Thiên Chúa sáng tạo muôn vật vô hình là gì? Vô hình đó chính là các thiên thần. Tất cả các thiên thần mà chúng ta mừng lễ, chúng ta có hai lễ: lễ tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Hôm vừa rồi lễ Chúa Nhật, bởi vì trùng vào Chúa Nhật nên chúng ta không có mừng lễ. Và hôm nay chúng ta mừng lễ các thiên thần hộ thủ. Thì cả hai thiên thần tổng lãnh thiên thần và thiên thần hộ thủ, hay gọi là thiên thần bản mệnh, là các vật vô hình, là tất cả toàn thể đó là những vật Thiên Chúa tạo, vật Thiên Chúa dựng nên. Do đó hôm nay chúng ta mừng lễ các thiên thần bản mệnh chính là chúng ta ca tụng công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo nên muôn vật hữu hình và vô hình, vậy thì chúng ta là những vật hữu hình cùng với những vật vô hình, là tất cả các thiên thần thuộc về công trình của Chúa, và xin tạ ơn Chúa vì công trình sáng tạo của Người. Nhưng mà tại sao Chúa lại phân biệt ra lại là vật hữu hình và vật vô hình? Tất cả vật hữu hình và vô hình đều được Thiên Chúa dựng nên để cộng tác với Chúa trong chương trình của Ngài. Thế chúng ta được Chúa dựng nên là vật hữu hình, là con người hữu hình. Chúng ta được Chúa dựng nên để làm gì? Để chúng ta tiếp tục công trình xây dựng thế giới này. Chúng ta thấy từ xưa đến nay, cứ hết thế hệ này sang thế hệ khác, con người từ đồ đá, xong rồi đến bắt đầu là những cái bắt đầu văn minh từ từ. Chúng ta thấy thế giới càng ngày càng văn minh là con người của chúng ta. Vậy thì chúng ta văn minh để làm cái gì? Để chúng ta dùng khối óc của chúng ta, sự khéo léo của chúng ta, để cứ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta tiếp nối nhau, chúng ta thừa kế nhau về cái sự khôn ngoan, để cứ như thế nhân loại càng ngày càng tốt đẹp hơn, công trình của Thiên Chúa dựng nên càng ngày càng đẹp nhờ chúng ta là những người cộng tác với Chúa. Chúa ban sẵn tất cả mọi sự rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc khai thác cái đó thôi. Ta nói ví dụ nha, đất cát thì nó vẫn như thế thôi, nhưng mà nhờ cái khối óc của con người giờ chúng ta mới làm thành xi măng xây dựng, chúng ta mới làm sắt. Sắt thì nó đâu có tự chế nó ra, nó là chất nó có sẵn rồi, bây giờ chúng ta mới tôi luyện nó ra thành sắt để chúng ta làm các cái công trình, vân vân và vân vân. Tất cả mọi vật chất nó có sẵn rồi, bây giờ nhờ khối óc và con tim của chúng ta, cứ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta dùng nó để biến đổi thế giới này tốt hơn. Thế thì còn là những vật vô hình là gì? Các thiên thần bản mệnh làm cái gì? Trách nhiệm làm gì? Trách nhiệm mà Chúa trao cho, Chúa dựng nên các thiên thần bản mệnh là gì? Để đồng hành với chúng ta, để tháp tùng nơi chúng ta, để hướng dẫn chúng ta. Thế thì một trong những điều mà các thiên thần bản mệnh làm công việc này đây anh chị em, là chúng ta nhớ này, Thiên Chúa nói với chúng ta qua tiếng lương tâm. Lương tâm của chúng ta muốn biết Chúa ở đâu, là Chúa ở trong lương tâm của chúng ta. Không có một người nào mà dạy cho chúng ta, ta gọi là sự khôn ngoan đó, lớn lên bắt đầu khôn, có trí khôn đó. Có trí khôn dù người có đạo hay không có đạo, thì có trí khôn thì lập tức là chúng ta có con lương tâm. Mà lương tâm để làm gì? Để phân biệt điều lành, điều trái.
Dù kẻ không tin Chúa cũng biết điều này là điều trái không được phép làm, điều này là điều tốt phải làm. Đó là tiếng lương tâm. Tiếng lương tâm nó là gì? Đó là tiếng Chúa. Giáo hội dạy cho chúng ta rằng Chúa nói với chúng ta qua tiếng lương tâm, không cần ai dạy bảo cả. Vậy thì Chúa nói chúng ta điều tốt, chúng ta phải cố mà làm. Mà làm bây giờ làm sao? Thì các thiên thần bản mệnh là người hướng dẫn cho chúng ta làm điều tốt. Tự lương tâm của chúng ta, anh chị em biết ông Thánh Phaolô nói thế này: điều tôi muốn làm tôi lại không làm, mà điều tôi không muốn làm tôi cứ làm, là bởi cái tính con người nó hư. Thế thì bây giờ các thiên thần sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm điều Thiên Chúa muốn. Chúa dạy cho chúng ta làm điều tốt lành. Chúng ta phải lắng nghe các thiên thần để chúng ta sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Và chính các ngài tháp tùng chúng ta như thế, để cho đến giờ sau hết, giờ mà chúng ta giờ chuẩn bị ra khỏi đời này, các ngài ở bên chúng ta, dẫn chúng ta đến tòa Chúa. Thế một số các nhà, các vị thánh nói thế này, là khi tiếng lương tâm Chúa nói với chúng ta, thế thì chúng ta làm điều tốt lành. Các thiên thần chính là gì? Là người ghi sổ sách, biên chép những việc tốt lành của chúng ta. Và khi chúng ta chết ra trước tòa Chúa, chính các ngài cầm cuốn sổ đó, đưa cái cuốn sổ ra trước tôn nhan Chúa rằng: đây, con là thiên thần bản mệnh của người này, suốt cả cuộc đời người này đã làm điều tốt lành, đây cuốn sổ kín mít toàn là các việc lành phúc đức của chúng ta. Thế là chúng ta có công trạng trước mặt Chúa. Còn thiên thần bản mệnh bảo mình làm, cầm cuốn sổ ra trước tòa Chúa, trắng trơn từ trên xuống dưới: thôi rồi. Bởi vì tiếng Chúa nói mà chúng ta chả làm gì tốt lành thì lấy gì mà biên chép vào cuốn sổ đấy. Thành thử ra chúng ta xin Chúa cho chúng ta cố gắng nghe tiếng Chúa nói và được các thiên thần hướng dẫn cho. Để rồi thì đây là cách nói thôi, thực sự ra cũng chẳng phải như thế. Em chưa có chết nên em không biết nó làm sao. Bao giờ em chết em hiện về thì em bảo. Còn giờ em chưa chết thì giờ các thánh bảo thế thì em nghe nói vậy, thì em nghe vậy thì em nói lại. Thế giờ thì cũng phải có người biên chép công phúc của mình chứ. Ê, không có ai biên chép thì làm sao quên tiệt đi đấy. Thành thử ra thôi thì các thánh bảo thế thì mới biết nghe vậy, rằng các thiên thần biên hết tất cả những gì chúng ta làm. Và như thế các ngài dẫn chúng ta ra trước tòa Chúa với công nghiệp của chúng ta và nỗ lực của chúng ta, để xin cho chúng ta biết nghe tiếng các thiên thần, để như các linh hồn đây mai mốt chúng ta có một cái cuốn sổ đầy các việc chúng ta làm trước tôn nhan Chúa. Và như thế niềm vui của chúng ta là niềm vui tham dự vào vương quyền của Chúa chúng ta.